Mình đang có mặt ở đây là huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Mình đến đây theo chương trình bay trên Phụng Hoàng Sơn, một cái lễ hội dù lượn, diều lượn và máy bay mô hình đang được tổ chức ngay tại khu du lịch Tà Bạc Sòi Chét các bạn. Từ trên đỉnh Phụng Hoàng Sơn, tức là núi Cô Tô, một con dù lượn không động cơ vừa được tung cánh. Đây là loại dù không động cơ các bạn. Hồi sáng là loại dù có động cơ. Bốn vận động viên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mang theo bốn con dù đã lặn lội lên đỉnh núi để tung cánh bay xuống. Chuẩn bị hạ cánh này đó các bạn. Một cô gái luôn, mình thấy từ xa là một cô gái nha các bạn. Quá hay bạn ơi. Hay quá luôn. Quá đẹp bạn ơi. Quang hô. Quang hô. Rồi ok. Một con dù nữa đã xuống. Con gái luôn. Gái luôn. Một bạn gái. Nhìn thấy rõ gái luôn á. Quá đẹp bạn ơi. Quang hô, đẹp quá bạn ơi. Ô. Quá hay luôn, quang hô. Ok, mô hình trở lại bình thường. Tuyệt vời quá hai bạn. Từ sáng chưa lương thực của hai phi hình phi công của mình em đây, một thành viên thứ tư cuối cùng đang vừa tung cánh các bạn. Mà sáng lên núi làm sao vậy? Đường đi rất là ghê gớm, xe chạy rất là giỏi. Rồi, chưa có ăn gì luôn hả? Thấy ổn mì mừng gì đó hả? Vâng, đúng rồi anh, từ sáng đến giờ. Mà phong cảnh thì quá đẹp luôn. Đây là lần đầu tiên bay ở đây hay gì? Dạ, lần đầu tiên em bay ở đây. Dạ. Trước giờ bay nhiều chưa? Dạ, em chỉ bay mấy điểm mà thân quen trước đây thôi. Còn bữa nay là lần đầu tiên bay ở Chi Tôn. Phong cảnh quá đẹp luôn. Tham gia bộ môn này lâu chưa? Em tham gia được 7 năm ạ. Tung cánh trên bao nhiêu trăm lần chưa? Thế thì nhiều quá. Nhiều quá nhôm hết. Dạ, cảm ơn bạn. Chúc bạn luôn khỏi với đam mê. Một đồng nghiệp của bạn đang xuống kìa. Mời chạy đến khán đài, xong đến giữa khán đài thì vòng vào tiếp. Trái đi coi là rồi. Rồi về đầu đường băng luôn. Quá hay. Quá hay luôn, đáp tuyệt vời. Các bạn thấy ta đáp cái một lần. Đáp không té luôn ha. Quá đỉnh rồi. Quá đỉnh rồi. Shipper hình gì đó hả?
bay cho ta coi cái rồi ship lên kìa, không ai ship tiếp chứ hả? Em ơi, à, cái này thì mình tự xếp được. Ừ. Chơi chi cái môn cực gì? Thật là tuyệt vời luôn. Không thể tưởng tượng được nó bay được như vậy luôn á các bạn.